chặng 30 tỷ như zin nha anh em. Đó. Sáng ngày em 60 ngàn à, chỗ quen à, xe nhà làm có 60 ngàn chặng 3 tỷ như zin. À, đỡ mất tiền này à, sáng ngày 60 ngàn à, thấy không? Bây giờ anh em mình có cái vỏ phuộc này bán cho mình thì được này. À, vỏ phuộc mình về rồi. À, trục đây chưa thay luôn này. À, trục ngày sáng xì rơ lại. Anh em có vỏ phuộc này để cho mình ngon. Bên này mất tay đĩa rồi. Hai tì này còn đúng ngon luôn này. À, chiều nay mang ra để ngày mai anh em thực hành nha. Tí nữa chiều hàng cái bát để bắt lại cái nhún. Đây, tí hàn lại để bắt cái con heo. À, anh em đây hàn dùm không à? Joe ECC. À, tí vào nó bong chạy đây cái à, là con heo. Trời. À, tí lấy cái mâm xe nhà tháo đây cái. Cảm ơn em trai lúc sáng bán cho cái mâm 700 nhá. Rồi, đĩa nhà có luôn lốp tháo qua. Tí lấy cái mâm trên nhà tháo qua cái đã. Cảm ơn em trai đã bán cho Thị Tuấn cái mâm 700 nhá. Ôi mâm mới len keng bán có 700. À, xong. Này bị hai cái vỏ phuộc nữa là đúng là tuyệt vời ngay. Chẳng 30 tỷ đây, tiêu chuẩn như cái xe mới về nhà. À, còn ghi đông hơi bị cong ở đây. À, xe này để test máy nổ thi thâm. Mai anh em lại có xe này vọc. Chỗ mấy triệu bạc. Mấy triệu bạc con xe Avalanche 2016. IC được mang ký hiệu K66A Lenken xe bèn. Chìa khóa nó đây đâu rồi. Chỗ chìa còn tìm xe được luôn. Ổ khóa mỗi cong tí đó. Chìa tuyệt vời. Tắt 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 tắt. Như mơ anh em không? Thế chiều nay anh em học viên tới là bảo dắt qua anh kia đưa anh em mỏ hàn xì kéo này ra tí. Đẩy cái khung này ra tí. Mỗi cái phuộc này bị nít ở đây. Vách con heo cho anh em chạy test chơi. Ít bữa nữa kiếm vỏ phuộc sau. Xe nào chạy chóc thay phuộc. Tí gá con heo vào, bon cho em bon rồi. Bon hai đầu. À, nhún ở trạng thái không còn dầu nữa. Nhún bằng ở trạng thái nhịp lò xo. À, heo vẫn còn ngon. Heo chết rồi, cái bát heo này zin rồi. Zin đâu ra. Trời, bát này cong rồi. Tí đi mua cái bát heo dầu. Trời, bát heo dầu nó vặn luôn ghê. Thì mua cái bát này hết 80 ngàn nữa rồi. Ok. Nhỏ. Có xe cho anh em thực hành chạy chơi. Phá tá lả tí tung. Đúng không quý vị? Đúng không anh em? Có mấy triệu con xe Avalanche 2016. Đồng hồ audio mới len keng như này. Méo ghi đồng à, con em có ghi đồng để rẻ. Mua luôn thì ngon. Mâm mua sáng mua được 700 ngàn cái mâm rồi nha anh em. Đồng
nhanh các bạn rồi. Bạn để các bạn lên bỏ học mình. Cái này không thể nào vặn được. Vặn đây. Which, which. Xe để thực hành nha anh em. Nồi niêu xoong chảo động cơ anh em thích giá là cứ thoải mái luôn. Ở ít bữa nữa mình sẽ thiết lập ở đây một mảng IC ra ngoài này, dây điện cắm bụp, IC mang vào cắm bụp. Smoky cắm bụp là nổ, Smoky cắm bụp là nổ, SH cắm vào là nổ. Vision KC2A cắm pịch nổ, pịch pịch pịch. Bật khóa điện lên lắc đề là nổ, pịch pịch. Tuyệt vời. Nhiều lúc mua xe có mấy triệu bạc còn quý hơn cả mua xe mấy chục triệu, bởi vì giá ok, tự tay về mình làm. Chất không bị gì hết. Cái lót chân này nó còn mới len keng, lót chân nó còn chưa hư mà. Cái bừng này cái nào bể bỏ hết đi nha em ơi. Đúng rồi Thiện ơi, thế nào bể vứt bỏ hết đi, mới này tháo hết ốc ra cho anh. Đấy, cái này để lại được này, nhôm nhựa ve chai rồi dục hết. Chỗ cái này còn đẹp quá mà trời ơi. Tấm này nguyên kiện. Chỗ live stream không ông phụ nào coi hết trời. Bà cái áo khoác áo đồ thì ghê đấy, áo làm gì đắp mền. Thì tháo một cái bát ra cho mặn vít á. Rồi xin chào anh em nhá. Rồi chiều nay con này xong. Rồi, thank you mọi người.